đến với người, vì người giống ta, giống từ ngàn kiếp xa, chung dòng máu phần ta. Ta đến với người vì người trong ta, từ kiếp kiếp trầm pha, luôn lưu cõi ta bà. Ta thương người, ta yêu người, vì người là hoa, vì chẳng đường ta, bao xác thân này hóa thành cát bụi, bao xác thân này nuôi sống cỏ hoa. Ta thương người, ta yêu người, vì người đâu khác ta, nhịp sống rời câu ca, nhiệm âu thay là muôn nét đẹp, đẹp tựa như sắc mây chiều ca. Ta thương người, ta yêu người, có khổ đau nào ai không bước qua, có niềm vui nào ta xin trao hết, để cho đời đẹp muôn bông hoa, để cho ta hát mãi bài ca tình. Đạo tràng, mặc dù chúng ta không có gây quỹ
là các Phật tử cũng đã phát tâm để gửi cho những người khổ đau ở Philippines trong cái cơn bão hải yến, tức là riêng cái thiện nguyện chúng ta cũng đã gửi cả 10.000 đô. Và cái tổng số mà chư tôn đức tăng ni thành viên trong giáo hội và đại diện đồng băng từ thiện họ mang đi qua Philippines tức là trên 270.000 đô, và cộng luôn cả Phật giáo Canada và Phật giáo của châu Âu thì được trên 400.000 đô để đại diện Phật giáo cho Philippines. Thật ra thì với cái cơn bão tổn thất hàng 20 tỷ, 400.000 đô thấm thấm thía gì, nhưng mà đó là một cái nỗ lực rất lớn và đó là một cái sự đóng góp rất lớn của người Phật tử Việt Nam cho cái cơn bão của Philippines. Dĩ nhiên là chúng ta còn phải ủng hộ để giúp đỡ cho những cái cơn bão của Việt Nam mình, mặc dù rất nhỏ nhưng mà tổn thất thì cũng không có phải là ít, bởi vì cái đất nước mà nghèo thì các vị biết là nó sẽ hư hại và tốn kém nhiều hơn. Nhưng mà trên cái tinh thần của từ bố thí đó thì thật ra thì mình bố thí tức là giúp ngăn, chứ còn cái nghèo thì không có làm hết được. Cũng giống như Ấn Độ khi nó nghèo 2-3 ngàn năm trước là nó cũng nghèo, bây giờ nó cũng nghèo, mình có đem mà của núi của tỷ qua thì mình cũng giúp hết được cái nghèo, bởi vì nghèo nó cũng còn là một cái phần của nhân và quả. Cái nhân của cái những người nghèo hoặc là cái cuộc sống nghèo là do chúng ta nghĩa là sang tham, chúng ta thiếu đi cái sự bố thí. Và cái nhân của người giàu có tức là do một phần do chúng ta hỷ xả, chúng ta hoan hỷ và chúng ta nghĩa là bao dung để giúp đỡ người khác thì sẽ đưa đến cái sự nghĩa là giàu có. Do vậy trong Phật giáo thì nhìn nhận giữa cái sự giàu và nghèo không phải là do có tiền không có tiền, mà còn do một cái phần của nền tảng về ý thức, về văn hóa, về đạo đức. Chẳng hạn đối với những người mà theo Phật giáo thuần túy và những người xuất gia, hoặc là những người mà có một đời sống tâm linh cao á, thì giống như nhan hồi nào đó thì chỉ có một túi cơm khô, một cái giỏ nước, nhưng mà họ rất là giàu có, rất là hạnh phúc. Không phải là những người có nghèo, có tiền dư thừa bữa, thậm chí nó là đốt tiền để tìm giày giống như công tử Bạc Liêu đồ vậy, gọi là giàu không phải vậy. Nếu mà những người nào trong đời sống này mà mình nghĩa là quá ư là nhỏ mọn, tằn tiện, và thậm chí có nghĩa là không có mở được cái tấm lòng của mình để hy sinh cho người khác, thì những người đó dù có tiền của nhiều cũng gọi là người nghèo chứ không phải là người giàu đối với Phật giáo. Đó là chưa kể là có những vấn đề giàu liên hệ đến, và như chúng ta biết đó là giàu gì, giàu kiến thức, giàu đạo đức, giàu nhân nghĩa. Còn nghèo mà ví dụ như nghèo nhân bản, nghèo lương tri, và thậm chí nữa là nghèo đó là văn hóa, thì nó có sự khác biệt giữa hai cái từ để định nghĩa giàu và nghèo. Cho nên riêng và cái phần hôm nay chúng ta nói về cái từ bố thí đó, thì chúng ta biết rằng trong cái bài phần thứ 6 của Bậc Giác Ngộ Đại Nhân đó, là nói lên cái từ nữa là bố thí là căn bản để có thể nó là rộng độ chúng sanh. Bởi vì mình có thể nó là thương yêu, mình có thể buông xả, mình có thể giúp đỡ cho người khác thì mình mới có thể nó là mang lại cái niềm vui, mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Và trong năm cái phần mà chúng ta học lúc đầu á, những cái phần trước á, trong 8 bài á, là nói lên những cái lời của Đức Phật dạy rất là căn bản về cái đời sống nó là bấp bênh, về vô thường, về sự nữa là thay đổi không có thật của cuộc sống. Và ba cái phần sau, cũng như là 5 phần sau này, Đức Phật sẽ dạy chúng ta về vấn đề nữa là những cái tư cách hoặc là những cái phương pháp tu, ví dụ như giờ tinh tấn để nữa là quá trừ những cái giải đãi những cái ma nạn, hay là có trí tuệ để có thể nữa là quảng học đa văn để có thể là độ chúng sanh. Đó là những cái phương thức mà cho người Phật tử tu học trong cái kinh Bát Đại Nhân Giác này. Hôm nay thì chúng ta sẽ đặc biệt nói về cái từ bố thí, bởi vì các vị biết là ở Việt Nam mình cũng giống vậy, không phải là một cái đất nước giàu có gì, là một trong nghĩa là nhiều quốc gia rơi vào cái tình trạng nghèo đói.
nhưng mà chưa có phải là nghèo đói lắm. Tuy nhiên cái vấn đề hiện tại của Việt Nam mình hay được đó là nhắc nhở và hay được báo chí đồ nhắc nhở, đó là cái tình trạng đó là tha hóa về đạo đức, hay tình trạng đó là xuống cấp về đó là về văn hóa và giáo dục, cho nên làm cho con người Việt Nam của mình không biết là có nên tự hào hay là nên là cảm thấy mình xấu hổ. Tại vì cái tình trạng mà tha hóa về đạo đức hay là cái bằng xuống cấp về văn hóa giáo dục á, sẽ làm cho con người có những cái hành động đó là cái bằng tự nhiên, hồn nhiên. Nhưng mà những cái hành động tự nhiên, hồn nhiên đó có nghĩa là con người đó là đã xuống cấp, chứ không phải là một cái việc đó là tốt đẹp. Như vừa rồi thì người ta có đăng lên về cái phần đó là nói là ngày 4 tháng 12 kể cả nghĩa là những cái tờ báo của Việt Nam họ cũng đăng là một chiếc xe tải chở nữa là cả ngàn thùng bia lật ở Biên Hòa. Lật Biên Hòa rồi đó, các vị biết là người ta nội mà người ta tới người ta ôm bia với xách bia không đó hả, nghĩa là tài xế thì kêu gào năn nỉ mà người ta cứ tự nhiên xách đi, nghĩa là cái nạn nó gọi là nạn hôi của. Và cái nạn đó nó liên hệ tới nghĩa là cả xe tải nó chở mì vậy, nó lật đổ vậy thì người ta nó là tới mạnh ai nấy rinh mì đi tự nhiên vậy, mà còn cái là vui vẻ thoải mái khuyến khích người ta tới để rinh mì đi nữa. Tôi nghĩ đó là cái khổ chủ, tức là cái người mất của nó rên rỉ, và có người bị giật tiền, nó tiền bay nữa là người ta nó là ráng kéo níu lại để giữ liền, nhưng mà tiền không giữ được, bay thì nội cái tiền mà ăn cướp lấy không được, nhưng mà cái tiền người ta hôi của người ta tới người ta lượm giùm rồi đi luôn đó, thì nó mất còn nhiều hơn cái tiền mà mình phải giữ nữa. Cho nên cái nạn đó thì người ta cho rằng đó là cái sự nó là xuống cấp về đạo đức, về văn hóa, gọi là nghèo về nền văn hóa giáo dục, về tư cách đạo đức. Vì những người mà họ đi lượm bia hay là nhờ người họ đi lượm tiền hay là những người mà họ đi rinh mì đó, họ không có nghèo, họ ở nhà lầu, thậm chí có nhiều người đi nữa là xe rim, xe cúp, và thậm chí có nhiều người đi xe hơi ve vô để bỏ đồ lên. Tức là khi vậy họ đâu có nghèo, họ không có nghèo. Nhưng mà đây cũng nói lên là một cái nền tảng là vì chúng ta là thiếu đi cái nền tảng về văn hóa, về đạo đức. Cho nên ở đây trong cái bài này Đức Phật nói về cái sự là bố thí, là nếu mà nói theo người Việt Nam mình là để là mở rộng cái tấm lòng ra và có thể là giúp đỡ cho nhiều người, cho chúng sanh, kể cả nữa là mình nữa là tỏ một cái lòng nào đó nghĩa là cái bằng xót thương, thì cũng đó là một cái hành động bố thí. Cho nên nếu mà chúng ta học được những cái lời kinh Phật dạy, chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ không có nghèo và vĩnh viễn không có nghèo. Nếu ngược lại, cho dù chúng ta đang có mặt ở trên một cái đất nước rất là giàu có, rất là trù phú, mà trong túi lúc nào chúng ta cũng có tiền, nhưng mà cái sự nghĩa là buông xả, cái sự bỏ ra của chúng ta rất là chậm chạp, hay là mình gọi là rất là yếu đuối, và thậm chí nghĩa là cái bằng cứ do dự, thì sẽ làm cho cái tâm linh của mình trở nên nghĩa là nghèo đói yếu kém, và rơi vào trong cái tình trạng của kinh gọi là mình rơi vào cái tình trạng của rồi ngạ quỷ, tức là luôn luôn thèm khát. Có nhiều người họ thèm khát đồng tiền, có nhiều người họ mơ và họ ham muốn về đồng tiền, cứ kiếm tiền. Cho nên sáng mở mắt ra, chiều nghĩa là đi về ngủ, rồi sáng hôm sau thì mục đích là gì, nghĩa là có tiền là được, đó là thậm chí nghĩa là dùng cái từ nghĩa là no money thì no talk, tức là không có tiền mà không nói chuyện, tiền là chính. Nhưng mà cái tình trạng đó đưa đến cái vấn đề đó là chúng ta sẽ bị tha hóa, vì cái tâm hồn chúng ta bị chai đá đi. Cái đồng tiền nó giống như là hai mặt ấy, nó có một cái giá trị nào đó, nếu mà mình biết sử dụng thì mang lại an vui và hạnh phúc cho mình và cho người khác. Nhưng mà ngược lại, cái đồng tiền nó cũng có thể làm cho con người trở nên nó là tồi tệ, xấu xa, và thậm chí nó là bẩn thỉu. Vì vậy ngày xưa mà có một ông đồ rất là nổi tiếng, đó là cái ác nghiệp chi mi gì lắm thở tiền mà. Cho nên bây giờ đó chúng ta nói về cái điều đó, vì chúng ta thấy rằng khi mà mình cho tiền của những người ở Philippines đó, thì mình thấy rằng họ nghèo hơn một số quốc gia, họ nghèo hơn một số nơi ở Việt Nam mình, và họ cần được cái sự giúp đỡ. Và hiện nay đó chúng ta có tiền để chúng ta có thể giúp cho họ được, tức là có cơ hội để làm cho mình sẽ trở nên cái người gì, cái người gọi là cái cao thượng.
Đôi khi mình có tiền mà mình không biết xài, mình không biết sử dụng, cho nên đồng tiền nó làm cho mình trở nên đó là xấu xa. Và nếu mà người nghèo theo cái ngôn ngữ của Việt Nam ngày xưa họ nói là nghèo gì? Nghèo là một cái tội. Nghèo là nghiệp, nghèo là cái tội. Trong nghiêu sò hết nữa là người nghèo không được quyền nói. Nghèo là thấp cổ, bé miệng, cho nên bị người ta nghĩa là sức mạnh của xã hội và những người giàu có nghĩa là đè ép xuống. Và nếu nói theo một cách khác á, thì những người sang họ là gì? Cũng có một cái câu nữa là ngạn ngữ đó là miệng kẻ sang thì gì? Có gan có thép. Nói nghe nghe ghê gớm không? Có gan có thép tức là kẻ bằng cái miệng kẻ sang đó là những người giàu có thì họ có quyền lực, cho nên có sức mạnh. Có gan có thép trong đó tức là có thể là nếu mà mình đụng chạm đến những người giàu có thì mình cũng phải bị khổ đau. Cho nên nghèo là cái tội, nghèo là một cái nghiệp. Vì vậy mà ngay trong câu này đầu tiên thì Đức Phật nói để lục giác đi đó, bần khổ đau quán hoạch kết ác duyên, tức là cái người mà nghèo khổ nhiều quá thì hay quán đau quán, tức là nhiều quán hận lắm. Quán hận gì? Quán hận trời, quán hận đất, quán hận ở là gia đình gia tộc, tại sao mà mình xui xẻo sinh ra cái nhà gì nó nghèo dữ thần vậy nè đó, rồi nữa là quán trách xã hội, quán trách người khác. Và thậm chí là khi mình nghèo á, cái tâm địa của mình nó trở thành nghĩa là kém cỏi, nên vì vậy mình thấy người ta giàu mình cũng không thích nữa. Cho nên mình thấy nghĩa là người ta giống như nói là trâu cột mà ghét và trâu ăn vậy, tức là mình thấy người ta đi xe tốt mình cũng không thích, mình thấy người ta mặc đồ đẹp mình cũng không thích, và thậm chí mình thấy nghĩa là người ta ăn sung mặc sướng mình cũng nghĩa là khổ đau. Cho nên nó nghĩa là bần khổ là đa quán. Và làm thế nào mà để cho mình giải quyết được vấn đề bần khổ đa quán đó? Và cái thứ hai nữa là do cái bần khổ đa quán đó mà mình hay kết gì? Thường thường là cái bần hoạch kết. Hoạch tức là giống như là thu hoạch vậy. Kết ác duyên tức là tạo thêm nhiều cái ác duyên cho mình. Cho nên nghĩa là mình gây chuyện sân hận, rồi nghĩa là mắng chửi, rồi nói xấu người khác. Các vị biết là ngày xưa đó lúc mà thầy còn ở một cái tỉnh lỵ ở cái quê vậy đó, thì chùa thì lúc nào cũng rộng rãi, cũng lớn hơn, rồi Phật tử giàu có hay là Phật tử đi đến cúng dường làm chùa, thậm chí đi xe hơi đến thì bên cạnh có mấy cái nhà nó nghèo lắm. Nó cứ nói rằng đó là đạo Phật dạy từ bi, tại sao là mấy ông thầy thấy ông nào cũng bập, cũng phương phi, cũng tốt ở chùa to Phật lớn mà cứ đem đi cúng dường hoài, còn tôi nghèo vậy không có quần áo, rách rưới vậy nè, mà nó không có ghé vô, không có cho vậy. Cho nên đứng trước chùa chửi chửi, thành ra cái là nói rằng mấy cái người mà đến chùa mà cúng dường đó, tức là những người đó là những người rất là xấu xa bậy bạ, bằng cách là lấy ông được thì tối nó vô chùa nó cho, tức là nó lấy trộm. Cho nên tội nghiệp ở đây cái câu này rõ ràng là cái bằng nghèo hèn quá tánh sanh đạo tặc, tức là nó quá nghèo đi. Thì ở đây trong kinh Đức Phật nói rằng cái bần khổ này thì sẽ là đa quán, mình quán trời trách đất, thậm chí mình quán cuộc đời không có gì, không có phe, tức là không có gọi là không có bình đẳng. Tại sao mà mình nghèo vậy mà người ta giàu dữ vậy? Đó, mình đau khổ. Cho nên nhiều khi tội nghiệp với các vị biết là mình thấy các Phật tử mà họ đi vô chùa cúng mình cũng sợ người ta khổ nữa, tại vì người ta cứ nghĩa là dòm xe cộ vô hoặc chở đồ vô trong chùa thì cái người ở bên kinh nghĩa là càng quán càng ghét hơn. Và thật ra ở trong chùa mấy ông thầy có không ai nói đụng chạm tới người ở bên cạnh, nhưng mà luôn luôn bị người ta ghét, luôn luôn bị người ta ghét. Và nếu mà mình nghĩa là có những cái xe tốt hoặc là mình có chiếc xe Việt Nam mình gọi là xe riêng là càng bị chửi bới nhiều hơn, bởi vì người ta đi bộ đó. Người ta nghĩ tại sao vậy? Thì trong kinh nói rằng đó là do vậy mà mình hay nghĩa là kết các ác duyên. Và làm thế nào để mình hết nghèo, và làm thế nào để mình đừng bị rơi vào trong cái tâm lý đó? Ở đây chúng ta nói rằng trong đạo Phật nói rằng nghèo nó có hai vấn đề. Một mặt là nghèo về cái vật chất, tức là cái đời sống bị thiếu kém, tức là do cái duyên phước mình sang tham, mình không có bố thí cúng dường mà mình có thể tạo thành cái nhân cái quả vậy. Ở đây chúng ta có hai cái là nếu mà chúng ta gây trong đời hiện tại gọi là nghiệp, mà nếu những gì mà chúng ta nghĩa là thọ trong đời hiện tại là cái đó thuộc nghiệp báo. Cho nên cái quá khứ mà làm thế nào để cho trên bây giờ đời này mình sinh ra là mình nghèo khổ thì cái đó gọi là nghiệp báo. Còn nếu mà trong đời này mà mình gây các cái phiền não, các cái đau khổ, các cái nghĩa là quán tầng, các cái nghĩa là thù ghét người khác,
và nghĩa là thiếu đi cái sự học hỏi thì nó cũng thuộc một cái dạng nghèo. Nghiệp này là cái bằng mình tạo thành nghiệp duyên trong cái duyên nghiệp trong đời này, hai cái đó nó tạo nên. Cho nên bây giờ Đức Phật mới dạy chúng ta rằng là thật ra trong đời này không ai giàu ba họ cả, và cũng không ai mà khó ba đời hết. Cho nên là có nhiều người mình thấy trước kia rất là giàu, nhưng mà vì là hưởng phước ông lên bà xuống này kia, cái gì cũng ngon lành hết trơn, cho đến một lúc nào đó nghĩa là xa cơ thất thế, hoặc là sau khi thay đổi một cái đời sống xã hội và chính trị, người nó trở thành trắng tay. Ở Việt Nam mình bây giờ cũng có một cái người hậu duệ của đời nghĩa là họ Nguyễn. Họ Nguyễn tức là họ của gì, của vua chúa, tức là đời nghĩa là từ Gia Long á, mà bây giờ nghèo đến mức độ phải đi giá giỏ xe, ngồi ở chợ Cần Thơ giá giỏ xe. Và cũng có rất nhiều người nữa là ông hoàng bà chúa vậy, nhưng mà đời trước của mình là ông hoàng bà chúa, thậm chí là công thần, nhưng mà cho tới đời mình thì đi xin ăn cũng có. Cho nên không ai bảo đảm được cái vấn đề đó là nghèo và giàu, bởi vì nó liên hệ tới một cái quá trình của nhân và quả. Trong phần này Đức Phật nói rằng là chúng ta tại sao mà mình nữa là không có tạo được cái nghiệp duyên ở trong đời hiện tại, bởi vì cái nghèo mà mình gọi là mình đang thọ đây thuộc về nghiệp báo. Bây giờ nghĩa là mình làm thế nào để mình chuyển cái nghiệp của mình đó, tức là cái nghiệp nghèo của mình á, nghèo cái nền tảng, nghèo văn hóa, nghèo tâm linh của mình á, mình chuyển nó trở thành một cái việc nghĩa là bố thí cúng dường để mình tạo cái phước báo cho mình. Bởi vì ngày xưa cũng có một bà lão rất là nghèo, nghèo đến mức đi ăn xin ăn á, thì gặp ngài Cá Nhân Viên, ngài nói rằng ngài có cái gì, hỏi bà là có cái gì để cúng dường bố thí không. Bởi nói trời, tôi nghèo đến mức độ nghĩa là không có một cái chén để xin ăn nữa, thì cho ngài cái gì giờ tôi không có bố thí được, mà tôi không biết làm sao cái nghiệp của tôi, cái kiếp tôi nó nghèo quá. Thì ngài Cá Nhân Viên nói thì bây giờ thôi bà bán nghèo cho tôi đi, nó nghèo mà bán gì, cái gì cũng bán được, cái nghèo mà bán gì. Nói rằng nghĩa là bán được chứ, nếu mà bà biết bán cái nghèo đó tức là bà sẽ hết nghèo và trở thành người giàu. Thì bà nghe xong bà hỏi bây giờ ngài có cách nào chỉ với tôi bán được cái nghèo không, bán nghèo được giàu. Bà ngài nói rằng đơn giản thôi, bà bán nghèo thì bà bố thí, khi bà bố thí tức là bà đã bán cái nghèo của bà đi rồi. Bà nói bố thí thì tôi đồng ý, bởi vì bố thí nghĩa là cho và nhận, nhưng mà có cái là tôi không có gì để cho thì lấy gì mà tôi bố thí, bây giờ làm ra tôi bán được cái nghèo của tôi. Thì ngài nói rằng bởi vì bố thí đối với Phật giáo nó có nhiều vấn đề trong đó, và nếu khi mà chúng ta học Phật chúng ta mới thấy rằng là cái lời của Phật dạy và các vị Bồ Tát dạy trong này nó rất là chi tiết, để cho chúng ta có thể là học hỏi, và chúng ta là y cứ vào những lời này mà chúng ta có thể tìm được cái câu trả lời là thế nào để mình bán cái nghiệp của mình, tức là làm thế nào để chuyển cái nghiệp nhân của mình. Còn cái nghiệp báo thì mình không chuyển được rồi, bởi vì cái nghiệp báo là cái mà mình đã thọ rồi, gọi là nghiệp dĩ. Ngày xưa thì có người nói câu là đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa, hay nói rằng là người nghèo thì đi đến xứ mô cũng nghèo, có nghĩa là cái nghiệp đi theo mình, cái đó gọi là nghiệp dĩ. Điều đó thầy có thể nói rằng xác nhận điều đó có thật. Bản thân gia đình này cũng có những người như vậy, tức là nó theo cho tới bây giờ họ qua Mỹ rồi, cái đời sống nó vẫn nghèo, nó nghèo liên hệ luôn cả nghèo về kiến thức, nghèo về nghĩa là cái phần về cái nền tảng văn hóa nữa. Ở đây đó Đức Phật có nghĩa là một cái người nghèo khi hỏi Đức Phật, hỏi rằng nghĩa là tại sao mà con phải nghĩa là sống một đời sống, một cái nhân quả gì mà con phải bị cái nghiệp mà con cứ nghèo khổ hoài mà con không làm ra thoát khỏi cái nghèo. Thì Đức Phật nói rằng nghĩa là vì đơn giản là vì nghĩa là mình chưa có bán được nghèo, hay mình chưa học cách nghĩa là bố thí. Thì cái người đó nói rằng đó là nếu mà con không có thứ gì, giống như bà cụ kia hỏi ngài Ca Diên Viên, con có với thứ gì thì con bố thí, người ta có người ta cho, con không có tiền, không có cơm, không có gạo, lấy gì con cho. Thì Đức Phật nói rằng đó là khi mà cái người mà muốn cho nó không phải là mình không có hoàn toàn có gì, mình có rất nhiều thứ mà mình có thể thực hiện bố thí qua vải cái điều Đức Phật dạy. Giờ thì các vị kiểm lại coi mình có cái gì. Đức Phật nói là thứ nhất á, thì chúng ta nghĩa là cái bằng nhan thí. Nhan là gì? Là dung nhan, dung nhan mùa hạ, dung nhan hoàng hôn á. Mà cái này Đức Phật nói là nhan thí, tức là mình bố thí nụ cười, bố thí sự hạnh phúc. Mình thấy ai nó đang nghĩa là cái bằng đang đau khổ hoặc là đang buồn, mình hãy nghĩa là nở một nụ cười, hoặc là
mình gặp một người nào đó mình có thể là xã giao, xã giao mình là nở một nụ cười để làm cho họ có thể là an ổn, có thể vui vẻ, có thể là đánh bớt đi nghĩa là sự sợ hãi. Nên cái đó gọi là Đức Phật gọi là nhan thí. Và một cái điều mà thầy cho đến bây giờ cũng rất là thắc mắc là vì chính cái nền văn hóa hoặc là một chút là nói dị ứng trong cái người Việt của mình, cho đến bây giờ mình cũng không có, khi mình ở nước ngoài 15-20 năm đó, mình cũng chưa có thích ứng được và chưa có hòa nhập được với cái nền văn hóa của nước ngoài. Mỗi lần mà các vị biết là thầy đi bộ hoặc đi thể thao thì gặp mấy người Tây, hoặc gặp buổi sáng thì gặp mấy người Úc hoặc là người di dân vậy, họ đang đi mình vậy, họ gặp mình là thế nào họ cũng chào, hay là mình cũng chào họ hai hoặc là good morning hay là kia, nghĩa là thế nào cũng có tiếng chào vậy, không quen biết gì nên chào đi thôi. Nhưng mà lạ là những người Việt Nam gặp nhau họ không chào, mà họ không muốn chào mình, họ gặp họ gầm gầm, họ giờ có mặt thấy dễ sợ lắm. Mình của mình cũng muốn, mình thấy là mình là ông thầy, mình cũng chuẩn bị để chào với mọi người, họ không muốn ngó mình thì làm sao chào giờ. Mình nói hai cái họ nói ba, thành ra mình cũng không dám nói, thành ra làm vậy làm cho mình cứ bị ém đi cái lòng tốt của mình, cái mình muốn chào cũng chào không được nữa. Không hiểu tại sao, trong khi đó là cái bằng gặp người Tây họ gặp mình, hoặc là mình gặp Tây thì mình chào rất là thoải mái, say hello, hoặc là bất cứ gặp chỗ nào, gặp là ngoài biển hoặc là gặp ở trong phòng hay chỗ nào người ta cũng có thể chào được hết. Nhưng mà cái nền tảng văn hóa đó là đối với người Tây là việc rất là bình thường. Mình ở đây 20 năm mình có thể hòa nhập được với họ, mình chào họ. Nhưng mà người Việt đó là gặp nhau nó làm như cái sượng sượng nha, làm như là mình chào cái người Việt làm như nó có một cái gì khó khăn đó. Giờ họ ta không thèm chào mình, và thậm chí là khi mình chào có nhiều người tỉnh queo chào rồi họ mặt lạnh như tiền vậy đó, đường ai nấy đi không thèm nói tiếng nào hết. Dĩ nhiên cũng có một hai người là đáp lại là chào. Cho nên từ chỗ này chúng ta thấy rằng là các vị biết là cái văn hóa đó nó rất là quan trọng, mà văn hóa mà nền tảng đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống của mình. Còn nếu mà nó nhiều quá đi á, thì có nhiều cái văn hóa nó quá tự nhiên đi thì cũng không có phải là tốt lắm. Giống như thầy nói ngày xưa thầy ở, nghĩa là các vị biết là ở xứ Miên á, tức là ở Sóc Trăng á, mình đi chèo ghe đi á, là cái bằng mệt rồi là muốn tấp vô một cái bờ thì thường dọc đường nó có cái là có gì, có mấy cái nghĩa là hầm cá dồ rồi người ta đi cầu đổ, là mình ngại lắm, tại vì nghĩa là người ta cầu đổ mình là không muốn nhìn. Đằng này có nhiều bà ngồi trong á, vừa ghé vô có nói ơ lụt khỏe không lụt, trời ơi người ta đã đi trong cầu, người ta ngồi trong cầu người ta còn chào mình nữa, nghĩa là làm cho mình nghĩa là không biết đâu nói là cái văn hóa nó quá ư là cái văn tự nhiên đi. Người ta thấy trong cầu là người ta đã mất cỡ, là mình đâu muốn dòm, mình ráng ngó chỗ khác để mình lơ đi, người ta thấy sợ, người ta quen mình, nếu như người ta dòm mình là quen quá cái là người ta kêu mình ngồi trong hó đầu ra nói chuyện rất là tự nhiên. Các vị nếu các vị về văn hóa miền Tây, các vị biết là buổi sáng có nhiều người ngồi trong người này ăn, người đứng nói chuyện. Cái văn hóa này thì cái văn hóa tự nhiên thì nó lại làm cho con người nữa là giảm đi cái sự nữa là cái phần nữa là mình gọi là cái phần trình độ, cho nên tự nhiên mình cảm thấy khó chịu lắm, mình mau cụp đầu đi chỗ khác, không dám trả lời. Bởi vì đó là một cái sự ngại ngùng của mình, phải không? Tuy nhiên ở khi mình qua nước ngoài rồi thì mình có những cái văn hóa rất là tốt, mà lẽ ra cái người Việt mình là phải là thực tập để mình có thể hòa nhập được. Mình không biết tại sao là vì đây, tức là nó sẽ trở thành một cái sự phân biệt, có một sự đối xử. Và làm thế nào để cái người Phật tử mình là nhìn không có phân biệt với ai cả, kể cả là những người là da đen. Vì cái người Việt mình là một trong những người hay nói người ta kỳ thị, nhưng mình là rất là kỳ thị. Bởi vì mình là da vàng, nhưng mà mình thấy da đen thì mình cũng coi thường, mình cũng chê. Nếu mình qua bên Mỹ, các vị biết là ở một cái tiểu bang Atlanta là người da đen nhiều lắm. Người Việt mình bây giờ ở tới mấy chục ngàn người, tới hai mươi mấy ba chục ngôi chùa. Nhưng mà ngày xưa nói tới Atlanta là ai cũng muốn đến, nói rồi mấy người da đen ớn. Mình là dân di dân, mình là dân tị nạn, nhưng mình lại nghĩa là phê phán, đồng thời nghĩa là mình coi thường cái dân bản xứ. Vì cái dân bản xứ ngày xưa người ta giải phóng nô lệ giữa da đen và da đỏ, sau cái thời Lincoln người ta đã giải phóng xong rồi đó, thì bây giờ người da đen ở Mỹ rất là nhiều, mà ngược lại người Việt mình cũng kỳ thị. Rồi bây giờ những người mà tị nạn khổ sở ở Nam Phi
Phi hoặc ở các nước, nghĩa là cái phần Bắc Phi đồ qua bên này đó, thì người Việt mình cũng tị nạn lúc trước, bây giờ là mình rất là sợ cái người nghĩa là cái phần da đen mình kỳ thị. Cho nên làm thế nào mà cái nạn phân biệt đó mình giảm đi? Một lát chúng ta sẽ nói về cái đời sống của một cái vị tổng thống mới qua đời, đó là ai? Nelson Mandela. Ông đó cũng là một cái người tổng thống bình thường, nhưng mà khi mà ông mất đi, ông trở thành như một biểu tượng cho thế giới, gần như một cái vị thánh. Không thua gì nữa là, có thể là không thua gì Gandhi. Một cái người rất là xứng đáng. Tại sao vậy? Tại vì ông cũng giống như là cái tinh thần của đạo Phật vậy, là không có phân biệt nữa là chủng tộc. Và ngay cả khi ông đấu tranh để ông giành quyền lợi cho người Nam Phi tức người da đen, đạt được cái toàn thắng, thậm chí nghĩa là khi bầu cử rồi đó thì ổng nghĩa là hòa hợp với người da trắng, những người nghĩa là đối xử rất là khốc liệt và tàn bạo trong cái thời gian đó là ổng đấu tranh, kể cả kêu án tử hình, và ổng đã phải ở trong một cái nhà tù ở ngoài đảo bao nhiêu, một phần tư thế kỷ, tức là 26 tới 27 năm. Nhưng mà làm thế nào để cái người đó không có còn nghĩa là hận thù nữa, một lát nữa chúng ta nói phần sau của bài kinh này. Phần này chúng ta nói về cái ý niệm là khi Đức Phật nói rằng nếu mà con có gì con vẫn thực hiện được nhan thí, tức là bố thí nụ cười. Nếu mà con không có được nghĩa là cái gì nữa, con có thể nghĩa là bố thí được gì là ngôn thí, tức là bố thí lời ái ngữ, bố thí lời hay, bố thí nghĩa là lời nghĩa là khuyên răn người ta làm thế nào để cho người ta có thể nghĩa là hòa hợp, đừng có nghĩa là đâm bị thóc cọc bị gạo, đừng có nghĩa là đem cái lời nghĩa là không phải chỗ này nói chỗ kia, đừng có lập tới lập lui, và mình gọi là đừng có thị phi nhân ngã, là lúc đó cũng đã bố thí được, đã là cúng dường rồi. Cho nên nhiều khi mình cứ tưởng rằng mình phải có tiền và giàu có dư giả mình bố thí, nhưng mà cả một cái bản thân mình, một con người của mình là đã có nghĩa là tới bảy pháp bố thí được. Mình có thể bố thí bằng nụ cười, có thể bố thí bằng lời nói, rồi có thể nghĩa là bố thí bằng cái tâm hòa ái, cái lòng biết ơn. Mình nghe nghĩa là một ai đó nghĩa là bị tai nạn, mình cảm thấy mình chua xót, mình nhìn thấy một chiếc xe mà đụng một con chim, mình cũng nghĩa là cảm thấy đau lòng, và mình có thể dừng lại để nghĩa là giúp đỡ một con chim bị nạn, hay là mình thấy nghĩa là một con trùng nó lội ở trên, nó nằm ở trên cái nền xi măng, nó lăn lộn, nó tìm cái chỗ mềm, mình có thể nghĩa là dành thời gian để lấy một miếng giấy rồi đưa nó xuống ở dưới đất ướt. Tất cả những điều đó là cái hành vi của gì, của sự bố thí, của sự cho nó sự sống, cho nó sự nghĩa là hạnh phúc, và cho nó giảm nỗi khổ đau. Tất cả những điều đó người ta có thể làm được, và có thể làm được bằng cách là bỏ đi cái nghèo của mình, bỏ đi cái lòng tư kỷ của mình. Nhiều khi mình thấy có gì một chuyện gì xảy ra đó, mình thôi kệ, chuyện phải của mình để mình bỏ, mình bỏ và mình nghĩa là bù lại, thì mình có thể nghĩa là mang lại những bất hạnh cho kẻ khác bằng lời nói, bằng nghĩa là tâm lự tâm tư mà gọi là mình gọi là không có phân biệt thị phi của mình, làm khổ đau cho người khác. Thì Đức Phật nói rằng nếu mà mình có tâm thí, rồi mình có nhãn thí là đôi mắt mình á, đôi mắt mình mà mỗi lần mình học bài kinh thì Bồ Tát Thế Âm mình thấy rằng Bồ Tát á, đặc biệt là từ nhãn thị chúng sanh phước tu hải vô lượng, tức là mắt thương nhìn cuộc đời. Làm thế nào mà có thể cái là sử dụng cái đôi mắt đó để mà nghĩa là đôi mắt nhìn từ hiền từ đó, nhìn gì, nhìn nghĩa là đứa con giống như người mẹ vậy, thương con triều mến thế nào, rồi ánh lên niềm vui, ánh lên sự hạnh phúc khi mà thấy con đó là ăn, thấy con ngủ, tất cả những điều đó là nhãn thí. Rồi nếu bây giờ mình sử dụng nữa là thân thí, mình có thể là bố thí nghĩa là bằng thân thể của mình, trong kinh gọi là nội tài là mình có thể là cho máu, rồi mình có thể là hy hiến, là donate, tức là mình có thể cho khi nào mình bị tai nạn hoặc khi mình chết đi đó, trong một tai nạn đó, thì người ta có thể lấy một phần thân thể mình để giúp cho kẻ khác. Các vị biết là có rất nhiều người đang đợi như là hiến thận, hiến gan, bây giờ người ta có thể thay thận, thay gan, thay phổi và hiến phổi mạc, tức là hiến mắt.
Có những người trẻ bị tai nạn chết vậy, người ta có thể lấy nữa là cặp võng mạc. Nhưng mà nghĩa là mình hy hiến và người ta nhận những điều đó là một điều rất quý. Còn có những bệnh viện bây giờ rất là nguy hiểm, nếu mà các vị đi về Việt Nam hoặc các vị đi qua Trung Quốc phải coi chừng, đôi khi nghĩa là khi mình bị trị thuốc mê rồi là mình dậy rồi thì mình mất hết cái thận. Coi như là người ta nghĩa là ăn cướp, tức là có những người đi nghĩa là đi vô khám bệnh xong rồi thì là bị chích thuốc mê, rồi đến chừng khi đi ra rồi thì bị mất một phần của thân thể mà mình không hay. Nhất là cái dễ lấy nhất là tái thận, cho nên nghĩa là người ta sẽ mổ, và nếu mà trong một cái vấn đề mà phẫu thuật của mình á, mình có thể bị mất một món đồ mình cũng không hay. Đó là những cái đất nước mà nó quá đi là cái bằng tàn nhẫn, và do cái tham vọng và cái tham muốn con người làm cho con người mất đi cái nhân tính. Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta rằng chúng ta có thể chuyển hóa, có thể bán đi cái nghèo của mình, bán đi cái nghèo của mình. Cho nên đôi khi mình sợ rằng đó là trời ơi, máu mình mà đem đi cho người ta làm sao thì nổi nó tiếc cũng, nhưng mà thật ra máu nó sẽ tự tạo ra máu khác. Và các vị biết rằng có những người họ rất là cần máu, khi mình bị thương hoặc là gia đình mình mà có ai đó mà chở vào trong bệnh viện, mình thấy rằng người ta cần máu nhiều lắm, có nhiều người tới 5-10 bịch máu. Vừa rồi đến như trong giác ngộ đó là nếu mà không có người ta cho máu thì có thể là chết, tức là ốm yếu rồi. Đó là ở Việt Nam cả chục vị sư đi cho máu, qua bên Mỹ người ta cho cả 1-2 lít máu vậy thì mới có thể là phục hồi lại. Tại vì có những cái bệnh mà nó tiêu hoại máu rồi nó không có sản xuất máu mà nó còn có thể nó là ăn hết cái loại máu tươi đi. Như là ở Nam Úc có một cái Phật tử bây giờ mất rồi, tức là chị của Tâm Nguyên, các người biết là một tuần lễ bây giờ chuyện 2-3 lần để lấy máu, và tổng để người ta cho máu, và tổng cộng vậy là 400-500 bịch máu, 400-500 lít máu. Thì coi thử coi là nếu mà mình cho máu thì sẽ giúp đỡ được cho những người, và người ta cũng khuyên mình rằng khi mình cho máu có nghĩa là mình đã giúp đỡ một cái mạng sống cho ai đó. Cho nên báo thứ bố thí nội tại, tức là mình không tiếc, không tiếc những cái gì trong thân phận của mình. Trong ngày xưa mình đọc trong kinh đó, thì mình thấy là cách đây khoảng chừng 2-3 ngàn năm thì Đức Phật đã nói nghĩa là Bồ Tát bất định ý là Bồ Tát bố thí. Bố thí mắt, bố thí tai, bố thí nghĩa là thậm chí bố thí vợ con, bố thí nghĩa là cái bằng. Mà thiệt ra là dùng cái từ bố thí vợ con đó, tức là một trong những cái phương tiện để nói. Chứ mình không có quyền trong vấn đề là để bố thí nghĩa là những cái người gọi là phối ngẫu, hoặc là những người liên hệ đến cái quyết nhục của mình. Mình không có quyền. Trong cái nghĩa là giai cấp ngày xưa đó, thì cái người đàn ông hoặc là cái người chủ á, có quyền nghĩa là cho vợ, nghĩa là bán vợ, cho con, bán con. Nhưng mà với cái tinh thần của nhân bản, nhân vị bây giờ thì người ta sẽ không cho phép điều đó. Mình có quyền nghĩa là cho phép, tức là nghĩa là sở hữu tài sản của mình, trong con người của mình có quyền cho, nhưng mà mình không được quyền cho những người liên hệ. Chẳng hạn là bây giờ tôi cho vợ tôi không được. Bởi vì bản thân của người vợ và người phối ngẫu của mình, họ là người bạn đường, mà họ cũng có những cái quyền, và họ đồng thời họ với mình là bình đẳng như nhau, nên không ai có quyền cho ai đâu. Chỉ có cho là khi nào họ thỏa thuận, là ví dụ giờ nó là ông này cũng ham muốn tôi cho đi lấy vợ khác đi. Tức là cho theo cái kiểu là ý niệm đó, cho nên thực tế là không ai có quyền cho ai về vấn đề của con người cả. Cho nên nghĩa là trong kinh có nói nghĩa là bố thí bất tịch ý là có thể là hiến tặng hết đầu mắt tay chân, và thậm chí là quốc thành thế tử, muốn gì cho cái đấy. Đó là muốn nói đến nghĩa là chữ nghĩa là bố thí ba la mật đa, bố thí nghĩa là cái bằng rốt ráo, không có tự ngã. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta biết rằng chúng ta có một cái nội tài có thể bố thí được là gì, là những phần thân thể của mình, khi nào mà mình đã là có một tai nạn nào mà nó còn tốt, mình có thể hiến lại cho cuộc sống, cho những người cần thiết. Nhưng mà không phải rằng nói vậy rằng ai cũng hiến được đâu. Nhất là những người bệnh hoạn thì làm ơn đừng có hiến, bởi vì người ta lẫn mấy cái đồ đó rồi, trời ơi, toàn là thứ bệnh không máu, mà máu bệnh máu đó là ho la máu này kia, người ta cũng không nhận đâu. Và những cái đồ gì mình không tốt thì người ta sẽ không xài. Cho nên hiện nay đó, khi mà đăng ký nghĩa là làm license lại đó, thì từ năm 2012 thì chính phủ New South Wales không có nhận cái đồ này. Hồi xưa đó thì mình làm bằng lái, mình nghĩa là mình nói rằng mình donate, tức là nữa lỡ tai nạn mà xe nó đụng mình chết bất tử thì họ có thể lấy một phần của cơ thể mình. Nhưng bây giờ năm 2012 thì chính phủ không có nhận nữa, cho nên giờ cho người ta không nhận nữa. Rồi bây giờ mà ở Việt Nam mình cũng vậy,
ngày xưa cũng có vấn đề nữa là cái phần hy hiến, tức là mất đi thì nghĩa là cho cái thân mình để người ta làm cái gì, làm nghĩa là một trong những cái cuộc nghĩa là giải phẫu y học này kia để cho dạy học trò hoặc là để nghĩa là nghiên cứu bệnh này kia. Bây giờ Việt Nam ta cũng không dám nhận nữa, bởi vì nhiều người cho quá, nghĩa là cho thì khỏi chỗ, cho thì khỏi thiêu, cho nên vì vậy bây giờ cho đến mức độ nhà thương không dám nhận nữa, nó nhiều quá rồi. Bởi vì khi mà đã hiến rồi đó thì coi như mình khỏi làm gì trơn á, khỏi mua hòm mà cũng khỏi chôn cất mà cũng khỏi tốn đất khỏi gì cả, cho nên khỏe. Cứ việc nghĩa là ký giấy hiến rồi, lỡ tôi bị gì nghĩa là đem đi hiến đi rồi là khỏe, cho nên bây giờ không còn chỗ để nữa. Nó tội nghiệp vậy, tức là ngay cả phục vụ xã hội nữa thì đối với một cái đất nước nghèo nó không còn chỗ để nữa, hiến nhiều quá rồi. Không biết lý do gì mà bây giờ ở Sydney mình người ta cũng không có nhận cái phần đó là donate cho cái phần đó là body mình. Nếu có gì đọc ở trong cái vấn đề quản lái thì sẽ thấy là người ta không có nhận nữa. Như vậy thì đến khi Đức Phật nói rằng mình có thể đó là nhan thí, có thể ngôn thí, có thể tâm thí, có thể nhãn thí, có thể thân thí, rồi có thể đó là cái phần tọa thí, có thể phòng thí. Tọa thí là gì? Cái chỗ ngồi mình đó. Trong kinh hay nói là nhường cái tòa ngồi đó, cho nên nếu mà mình đi xe bus cái chỗ nào mình thấy ai đó mà người ta nghĩa là già yếu hoặc là người ta có mang hoặc là có con nhỏ này kia thì mình nhường chỗ ngồi người ta, và thậm chí nghĩa là làm sao mà nghĩa là cái xe bus mà đi chung đoàn mà đến thì làm ơn nghĩa là đừng có dành chỗ trước mà hãy để cho những người nào có nhu cầu họ ngồi à. Chứ cái tâm lý của mình là vậy. Và nếu bây giờ nghĩa là mình được nhường được tốt nữa thì làm thế nào để mà lên máy bay như vậy, nghĩa là ai lên hết đi rồi mình lên sao, mình ngồi mấy sao cũng được không sao. Thì cái đó Đức Phật nói rằng tọa thí, tức là mình ngay lúc đó có nghĩa là mình dâng cho đời một niềm vui, tức là những người khác họ vui mừng lắm. Cho nên là nếu mà mình mua business hoặc là mình first class xong rồi mình nói rằng ai có nhu cầu tôi nhường, trời họ mừng lắm, họ cảm ơn dễ sợ lắm, phải không? Chắc chắn vậy là mình sẽ mang cho ban cho người ta được niềm vui chứ sao. Thì trong bài này tức là nói về nghĩa là dâng tặng niềm vui cho đời. Mà nếu một người nói rằng con không có gì để thấy, con không có tiền này, con không có thực phẩm, không cho gì, thì Đức Phật nói vậy là hãy cho gì. Cho nên là nếu mà một người nào đó mà mình thấy mình họ đi qua lộ mà họ không biết đường, hoặc họ già yếu họ đi không nổi, hoặc là thấy mấy người già họ xách, hoặc là phụ nữ họ xách quá trời đồ, mà có nhiều người trời ở dai ô quốc thịt đứng nhìn tình queo à, thì như vậy là mình đã thiếu đi một chút lòng nào đó nghĩa là trong cái tâm hồn của mình, và thiếu đi cái sự nhận thức về sự bố thí, chia sẻ cái hạnh phúc của kẻ khác. Tức là mình thấy những người yếu đuối đó hoặc những người phụ nữ đó họ xách đồ nặng, mình có thể là hỏi để mình giúp đỡ cho họ, thì mình cũng đã là thể hiện cái lòng bố thí theo lời của Đức Phật dạy trong cái bài này. Cho nên người nói là thậm chí là cái nghĩa là phòng thí đây không phải là chia phòng đâu, mà phòng thí đây tức là nói lên cái lòng bao dung của mình, sẵn sàng đó là tha thứ, sẵn sàng đó là hy sinh, và sẵn sàng đó là xả bỏ những cái nghĩa là lỗi nhỏ nhặt của kẻ khác, thì cái đó cũng là một sự bố thí. Cho nên nếu mà khi mà cái lòng khoan dung á, nó sẽ có một cái tác dụng rất lớn, giống như ông là Nelson Mandela ông nói là gì, cái lòng khoan dung nó sẽ giải tỏa cái tâm hồn của mình, làm tan biến những cái sợ hãi, và đặc biệt á là khoan dung sẽ là một cái vũ khí tối thượng ở trong cái xã hội cận đại này. Mình nghe khoan dung là cái tình cảm, là cái lòng thương người, nhưng mà đối với ổng coi như nó là một cái vũ khí tối thượng trong cái xã hội hiện đại. Bởi vì cái xã hội hiện đại nó bị nghĩa là cái mất nhiều cái nền tảng cao quý của cái lòng khoan dung, của sự bao dung, mà nó nghĩa là nào là vô cảm, rồi nó là cái phần nghĩa là tệ bạc, nó hôi của, nó thấy người ta nghĩa là đụng xe ngã xuống chết á, mà thay vì nghĩa là kêu âm ô lăng đưa nhà tôi thì không có, mà lo nghĩa là lấy đồ của người ta. Rồi các vị biết là thậm chí những ngôi chợ nó cháy á, thì cái người trong chợ cháy thì ít, mà cái người vô lấy đồ cháy thì nhiều. Tức là nghĩa là giống như trong kinh mình nói nghĩa là nhà lửa cháy vậy, người ta nghĩa là chạy vô trong đó để lấy đồ mà không phải là đồ của mình. Cho nên vì vậy mà đưa đến sự tử vong. Rồi thậm chí nghĩa là do nghĩa là hôi của mà chạy tới chạy lui đó rồi cũng bị tai nạn trên con đường đi nữa. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói rằng nếu mà khi mà chúng ta có được lòng khoan dung như ông Nelson Mandela nói, tức là đó là một cái vũ khí tối thượng. Và cái ổng tức là một người rất là bình thường, các người biết là thậm chí là ổng có 2-3 bà vợ, ổng ly dị 2-3 lần,
Tới năm 80 tuổi rồi ông cưới thêm một cái bà vợ của một cựu tổng thống của Nam Phi. Nhưng mà người ta vẫn tôn trọng cái nhân cách của ông, bởi vì nghĩa là ông muốn chia sẻ cái sự cô đơn và cái sự là cái bằng yếu đuối của một người già cùng thời của mình. Cho nên khi người ta hỏi ông, người ta coi như ông là một vị thánh vậy. Ông nói ông không phải là vị thánh. Mình nếu mà mình cho rằng là nếu mình cho rằng vị thánh là một người phạm tội đang sửa chữa thì ông là một vị thánh. Có nghĩa là vị thánh cũng là người có tội mà biết sửa chữa mà thôi. Cho nên ông là một cái người gì? Người da đen. Người da đen nhưng mà được thế giới da trắng kính trọng. Và thậm chí là hàng trăm nhà lãnh đạo quốc gia đến để mà để cúi đầu để tiễn biệt. Cho nên mình thấy rằng thật ra khi mình học Phật á, mình cứ tưởng rằng phải xuất gia hoặc phải là đắc thần thông hoặc phải thành A-la-hán người ta mới tôn trọng, không phải vậy đâu. Tất cả những cái nhân cách này đó được gọi ở đây tức là như cái từ là Bồ Tát. Bởi vì cái lời học, lời dạy trong kinh này nói rằng cái là đệ lục giác tri đó rằng khi mình bần khổ thì mình gọi là đa quán, hoạch kiết, ác nghiên. Nhưng mà Bồ Tát thì bố thí, đẳng niệm, oán thân, bất niệm cựu ác, bất tăng, bất tấn ác nhân. Tức là cái người mà Bồ Tát ở đây không phải là Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà người có tâm hồn rộng rãi, biết bao dung, biết thương yêu, giống như nghĩa là Nelson Mandela. Cho nên khi ông ở tù vậy, khi ông ra tù rồi, nếu mà tôi ra khỏi tù này mà tôi còn nghĩa là quán thù ai đó thì có nghĩa là tôi vẫn còn ở trong tù. Dễ sợ vậy đó. Tức là ở tù gần 27 năm nhưng mà ra không có quán cái người mà nhốt tù mình. Và thậm chí nghĩa là khi thành lập chính phủ nghĩa là để họ vào trong chính phủ để cho họ làm những cái việc tốt đẹp cho đất nước nữa. Thì hành vi đó được gọi là Bồ Tát. Cho nên ông đâu có phải là thánh, nhưng mà người ta coi ông giống như là một cái hành vi của người thánh, tại vì nghĩa là ông nhìn nghĩa là thế giới của da màu của ông, tức là ông là da đen, ông là vị nghĩa là tổng thống da đen đầu tiên. Nhưng mà ông nhìn những người da trắng là không có hề khác ông, những người đã từng hành hạ đến từng tù đày ông không có khác, ông thương yêu họ, ông giúp đỡ họ, ông kết bạn với họ. Cho nên đó là cái hành vi của Bồ Tát. Mà nếu bây giờ mình làm một Phật tử mà mình làm đệ tử Phật mà mình còn có những cái tâm niệm có một sự cách biệt, có một sự nghĩa là mình gọi là phân biệt đối với những người không cùng chủng tộc thì mình không bằng một ông tổng thống như mình vừa nói, rất là xa. Cho nên người Phật tử là người nghĩa là có thể hóa giải được sự quán giận, có thể hóa giải được sự thù hằn. Trong lời này dạy rằng là Bồ Tát là sẽ không có gì, coi như là cái bằng quán thân bình đẳng, coi những người thân hay là những người nghĩa là quán bình đẳng với nhau, không có sự khác biệt. Chứ nếu mà mình đi vào ở trong một ngôi chùa mà đôi khi mình làm Phật tử mà nhiều khi thầy đã nói tới lui rất là nhiều lần là nhiều Phật tử mà đi vô chùa mà lại thích ông sư này, không thích ông sư kia, nó thương sư cô này, ghét sư cô nọ. Thì như vậy thì mình làm sao mà mình làm là Phật tử, mình làm đệ tử, mình làm học trò mà mình thương ghét cái người được gọi là mô phạm mà cái người gọi là sẽ đi theo con đường của Đức Phật ấy, thì như vậy làm sao mình có thể làm Phật tử được? Đây là điều mà nó hoàn toàn trái ngược với cái ý niệm về đầu tiên khi mình nữa là trở thành một Phật tử. Trở thành một Phật tử nó có nghĩa là cái bằng trọng Phật thì phải kính gì? Kính tăng. Mà nếu về ngôn ngữ Việt Nam mình gọi là cái bằng học thầy mới được làm thầy. Cho nên nguyên tắc là cái bằng không bao giờ có cái sự phân biệt, cái sự đối xử, cái ý niệm đó trong lòng của mình. Là Phật tử là phải học được từng bước của những gì của Đức Phật dạy. Ở đây Đức Phật nói rằng là cái người mà Bồ Tát á, gọi là cái người đem cái lòng từ bi đi đến với cuộc đời là người đó phải nghĩa là giữa thân và quán phải bình đẳng, không có sự phân biệt. Và còn nói nhiều hơn nữa, tức là không chỉ phân biệt trong cái việc nghĩa là quán thân bình đẳng rồi á, mà Đức Phật còn nói rằng phải nghĩa là cái bằng đẳng niệm quán thân, tức là bình đẳng với nhau rồi bất niệm cựu ác, tức là không có nhớ tới cái việc mà người ta làm ác, tức là làm khổ mình. Cho nên nghĩa là nếu mà ai làm khổ mình thì mình nhớ suốt đời, mình hận thù suốt đời là điều đó là điều không đúng. Cái đó trong lòng của người xuất gia và những người mà đi theo hành Bồ Tát của Đức Phật không được.
Thầy cũng tập điều đó, các vị biết là bản thân của thầy, thầy nhớ hồi nhỏ đó là thầy hồi nhỏ thì thầy có, tức là thầy nhớ không, cứ nhóm bồ tiêu thầy hoài thầy hận ghê lắm, thầy nói sau này mình thầy làm được gì rồi thầy về sẽ đứng trước mặt ổng hay là sẽ nói cho ổng một cận. Nhưng mà rồi đến những khi mình thành công rồi, ổng trở thành người già yếu rồi, thấy ổng tội nghiệp lắm, thấy cũng tội nghiệp. Và có lẽ mình nghĩ hồi đó tại mình cũng quậy quá cho nhóm bồ tiêu mình chứ không làm gì, cho nên nhận diện đó là không có quán thân mình dặn. Và giống như thầy nói rằng đó là ngày xưa lúc mà thầy còn làm chú tiểu vậy, nghĩa là đi lượng thị rồi bị đuổi, bị quan, cho nên thầy cũng hận trong lòng, nghĩa là bị đuổi trong lòng mình nghĩ rằng đó là mấy ông sư lớn ổng ỷ ổng ở chùa lâu rồi, nghĩa là mình đi lượng thị cũng đuổi mình nữa, ổng xô đuổi mình ra ở một xã hội vậy mình đau khổ lắm, mình nghĩ rằng chắc sau này nghĩa là mình sẽ không có thương ông đó. Nhưng mà rồi đến khi mình lớn rồi thì mình học Phật rồi thì mình cũng thấy kính trọng, quý trọng những người đó. Tại vì thật ra là những cái việc đó là thứ nhất là nghiệp duyên của mình, thứ hai nữa là đó là một cái hình thức nữa là trui rèn của người của mình. Tức là mình phải vượt qua số phận, mình phải có những cái thử thách. Giống như mình là một người Phật tử đến chùa, không phải là lúc nào mình cũng được cái sự nữa là bảo vệ, lúc nào cũng nữa là được cái sự nữa là thương yêu, hoặc là người ta vuốt ve tự ngã của mình. Cho nên nếu mình vô trong chùa mình nói à, chùa gì mà các bằng đối xử là phân biệt rồi, thầy không thương tôi, thương người này nhiều hơn, thương người kia hơn, rồi chia nhóm chia phe rồi, thì cái điều đó là những cái lỗi lầm rất lớn. Tại vì thật ra là trong một ngôi chùa hoặc trong bất cứ một vị thầy nào là bắt buộc những người Phật tử phải có những sự thử thách rất lớn. Thậm chí nếu mình vì học đạo mình sẽ thuộc cái câu gọi là dù phải gặp muôn ngàn gian khổ con quyết lòng vì đạo hy sinh. Bởi mình vì đạo hy sinh cho nên cái là mình gặp bao nhiêu chuyện gian khổ mình cũng không có ấy nữa. Chứ đâu phải mình vô đây để mình được nghĩa là xưng tụng, nghĩa là hay là mình có một chút đỉnh tiền, hay là mình cúng dường chút đỉnh rồi mình coi như đó là một cái sự thành quả của mình. Rồi mình nói tại sao nghĩa là tôi cúng dường chùa, tôi đi chùa mà tôi không có được đối xử bình đẳng. Thậm chí nghĩa là mình bị nghĩa là hất hủi, mình bị ghét bỏ đi nữa, thì mình coi đó là một cái sự trao luyện và đó là một cái nghiệp duyên của mình phải vượt qua. Giống như là Milarepa vậy, các vị biết Milarepa con người siêu việt, khi mà còn nhỏ phạm cái lỗi lầm tức là để trả thù mà học hiện thực giết chết nghĩa là 38 người trong một bữa, trở thành kẻ sát nhân. Và khi muốn học đạo để trở thành một cái vị thầy gọi là một vị thánh của Tây Tạng á, thì Milarepa phải làm tất cả mọi việc nghĩa là cái phần khổ nhất, thậm chí là đào ống cống cầu tiêu dập đồ là phục vụ cho vợ chồng, cho gia đình của sư phụ của mình, tức là một vị đại sư. Mà nghĩa là đào bao nhiêu cái giếng vừa làm xong rồi là bị chê, bị bỏ, bắt phải làm lại, cứ làm tới làm lui, lặp đi lặp lại trong một cái trạng thái rất là cực khổ và nắng cháy của Tây Tạng. Nhưng mà Milarepa phải vượt qua, tức là phải trui rèn tự ngã, phải hủy bỏ đi được những cái tham lam, những cái hận thù, những cái nghĩa là cái cá nhân của mình, thì nếu nói mình trở thành một cái người con Phật. Cho nên từ cái ý niệm này mà chúng ta cũng thấy rằng tại sao chúng ta học Phật, chúng ta đừng có đòi hỏi nữa là những cái sự mình gọi là dỗ về, sự an ủi, sự khích lệ. Cho nên nhiều Phật tử rồi đôi khi cũng nói thầy đó là hà tiện, không cái gì nào không nghe thầy khen gì thế. Người ta cứ muốn thầy khen hoài, tức là người ta cứ muốn cho thầy cho nghĩa là uống đường, uống ngọt hoặc này kia là để tìm được những cái nghĩa là cảm giác mình gọi là dỗ về tự ngã. Trên thực tế thì những cái vị thầy, những cái vị nghĩa là thiền sư ngày xưa thì họ rất là nghiêm túc trong việc đó. Thậm chí giống như Bồ Đề Đạt Ma vậy, nghĩa là ngồi nghĩa là 9 năm vậy mà cho dù thần quan có quỳ ở ngoài trời mà tuyết đổ mưa, cho nên nghĩa là gập nửa chân đi nữa, chặt một cánh tay nữa mà cũng chưa hẳn có thể nghĩa là thay được cái lòng của ngài. Nếu mà người đó vì một lòng vì đạo thì phải nghĩa là con hết lòng vì đạo hy sinh. Cho nên từ ý niệm này chúng ta thấy rằng tại sao Đức Phật dạy trong này rằng nếu một người nghèo khổ thường hay oán hờn hay là kết tạo các ác kiến, ngược lại nếu làm Bồ Tát, tức là những người đi theo con đường của Phật á, thì phải nghĩa là hạnh bố thí, phải bình đẳng với quán thân, không nhớ đến những lỗi cũ, không ghét bỏ người ác, thậm chí là ai đó mà họ đã nghĩa là từng gây hại cho mình cũng không được có để trong lòng. Nói theo trong kinh nói rằng là tăng mà hận bất quá túc, tức là một cái vị tăng mà có giận ai là không được quá đêm, vừa ngủ dậy sáng hôm sau là mình không còn để ý niệm trong lòng của mình. Cho nên sân hận là một điều rất là tai hại, đưa đến sự quán thù,
và đưa đến nghĩa là nó tiêu hoại cái nền công đức của mình và đốt cháy rất nhiều cái từ bi tâm của mình, khác đi với chữ bố thí. Cho nên vì ngược lại với chữ bố thí là sang tham, tức là vì sang tham vì nghĩa là không được mà sân giận và không được thỏa mãn mà trở thành si mê nó, thì cái pháp bố thí này có thể là độ được chúng sanh và hóa giải rất là nhiều chúng sanh có thể đạt được cảnh giới cao hơn. Có một cái bà cụ đó, bà là tánh tình của bà nóng nảy, cho nên nghĩa là ai làm cái gì là bà tức giận và bà thù dai lắm, bà nhớ một lần rồi bà nhớ hoài, cho nên nghĩa là bà nói nghĩa là ai mà đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ nhớ mãi, mà ai mà làm cho tôi khổ tôi sẽ nhớ tới suốt đời, thậm chí tôi làm ma làm quỷ tôi về tôi bảo quá. Thì cái tâm niệm mà nghĩa là oán hận và cái sự nghĩa là nóng nảy của bà đó nó cứ tồn tại, cho nên làm cho bà cũng khổ tâm. Bà nói không biết tại sao mình đã già lớn tuổi rồi mà tánh mình còn hay sân si quá, còn hay hờn giận và còn hay oán thù. Thì có người họ có khuyên bà là đến một cái tu viện hay là đến một cái thiền viện, nó có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, vị thiền sư đó có thể giúp cho bà nghĩa là giải trừ được cái bệnh nghĩa là sân hận oán thù của bà. Thì bà nghe vậy các bà mới đến tìm thì bà đi vô chùa gặp thiền sư. Thiền sư mới hỏi rằng bà có việc gì đến đây tìm, có việc gì thì cứ trình bày ra. Bà nói rằng đó là con đến đây chỉ muốn học một điều là xin ngài làm sao nghĩa là giúp cho con đó là hóa giải được cái lòng oán thù và bỏ đi được cái sự tức giận làm thế nào. Thì thiền sư nói thôi được rồi, dễ rồi, bây giờ bà ra làm sao này chỉ bà một phương pháp tu, dẫn bà ra làm sao, ở sao nó có một cái thiền phòng đó là âm u lạnh lẽo sao, rồi đẩy bà vô xong rồi ngoài này khóa cửa lại nhốt bà trong. Trời ơi, bắt đầu nghĩa là bà đập cửa xong bắt đầu bà chửi nghĩa là bao nhiêu oán thù tức giận, bà chửi nghĩa là bà kêu đủ thứ từ chùa chiền nghĩa là kể cả Phật trời, bà chửi một hơi từ sáng tới chiều mà không nghe nói trời đi mất tiêu rồi, mệt quá trời cái bà nghĩ mệt rồi cái bà mà dồn ra cái bà thấy bóng dáng đi xa xa, bắt đầu giờ bà năn nỉ, bà nói thôi giờ bà lỡ lầm rồi, cho nên bà nóng nảy vậy nhất thời, với hai nữa là xin ngài là từ bi thương nữa là giúp cho là đập cửa đã không ai nghe, bây giờ năn nỉ ông cũng thèm trả lời, ông cũng tới cái bà năn nỉ đã đời mệt quá rồi thôi nghỉ, không lo anh năn nỉ nữa, không nên nữa. Thì lúc đó ông mới tới gần, ông hỏi bây giờ nghĩa là bà có hết giận chưa, bà có hết oán thù chưa, cái nghĩa là cái bằng bà nói là tôi không có giận ai đâu, tôi giận tu nè, tôi giận tôi ngu là tại sao tôi lại nghe lời người ta tới đến cái chỗ nghĩa là cái bằng tồi tệ này, tôi hối hận gì con đường tôi bước vô cái chùa này. Bà giận mà nói vậy, cái thiền sư bên đây đó bà thấy không, ngay cả với bà còn giận nữa, ngay cả với bà còn không bao dung được, ngay cả với bà không thương được nữa, thì làm sao bà thương người khác được, cho nên không được, ông bỏ đi đâu cả tiếng hồ sao, bà ngồi trong cái rầu rĩ trời lạnh mà âm u nữa, đói khát nữa. Cái ông trở lại ông hỏi bây giờ bà hết giận chưa, nói hết giận rồi. Hỏi tại sao bà hết giận, nói ngu gì giận, bởi vì giận tôi cũng đâu có được gì đâu, giận ông con thả tôi ra. Cái ngài nói đó, thay vì nên bà nói vậy thì chứ lòng bà bây giờ không giận mà đầu quán thù luôn, ngu gì giận, mà nếu tôi có giận ông cũng đâu có thả tôi ra đâu. Cho nên vì vậy cho nên tướng thành giận đó, cái bản ngầu đó cái ông bỏ ông đi. Ông bỏ ông đi rồi, cho đến một lát sau, cả tiếng hồ sau nữa ông mới trở lại. Ông hỏi rằng vậy thì bây giờ nghĩa là bây giờ bà nói cho tôi biết là bây giờ bà có còn nữa không. Thì bà nói rằng ông không đáng để tôi giận, con người của ông tu hành cũng xứng để tôi giận. Nói rằng vậy cũng còn, thấy không, vậy cũng còn không, không xứng để tôi giận, cái mặt con không đáng để tôi giận. Có nghĩa là gì, nghĩa là mình còn cho nên nghĩa là đôi khi mình nói ai, mình nói rằng cái người đó nghĩa là không đáng để mình giận. Giận làm gì, mình nói vậy coi như mình không có, nhưng mà thực ra nghĩa là mình không có ưa, không có ưa người đó. Cho nên thiền sư nói rằng cái gì trong lòng bà cũng còn, cho nên thôi ráng ngồi chút nữa. Ngồi tới tối mình tới mờ cái là lạnh lẽo không, bây giờ tới, bây giờ thiền sư đi tới gần, bây giờ chưa có kịp mới là đợi ông tới gần nữa, bây giờ ông bà hỏi, bà nói tôi ngồi trong này lạnh quá, nhưng mà không biết bây giờ ngài làm sao chỉ tôi cách cái là đừng có quá thù nữa.
Ngài làm sao mà làm tôi hết giận. Ông mở cửa vô thì trên bàn có ly nước, cái ổng là đụng xô đổ ly nước cũng bỏ đi ra. Vậy mà bà ngộ, bà ngộ bà nghĩ rằng là bởi vì trong lòng bà chất chứa giống như nước vậy, chất chứa trong ly vậy. Bây giờ đổ bỏ ra, cái gì mà buông bỏ ra hết thì cái ly trống không chẳng còn gì ra. Cái tự nhiên trong lòng bà thanh thản và bà thiền viện. Bà nói rằng cái chùa này là một thiền viện, nơi đây bà học được một cái chữ nữa là nếu cái gì mình chất chứa trong lòng, nếu cái gì nữa là mình nữa là bám chặt trong tâm tư mình giống một ly nước vậy thì sẽ làm cho nó đông đầy, càng lúc nó càng nhiều hơn. Cho nên bây giờ nữa là buông bỏ ra hết thì tự nhiên người mình nó thảnh thơi, cái ly nước trống lỏng vậy, không bỏ không đi. Và ông bỏ không đi xong rồi cái bà cũng đi về, coi như là bà nữa là trừ được cái bệnh nóng giận của bà. Câu chuyện cũng rất là hay, nhưng mà có ý nghĩa là không biết bây giờ mấy Phật tử mình có ai học được làm vậy không. Cho nên bây giờ cũng phải làm một cái chuồng, cũng phải làm một cái chuồng vậy thôi. Rồi đợi cái người nào muốn tới gì là cứ đẩy đóng rồi khóa lại. Mấy người mà thích ăn á, không có gì cho nên nói sao mà con thích ăn quá à. Cho nên thích nói quá, bây giờ bỏ đóng nói dơ dơ một mình, nói từ sáng tới chiều, nói chừng 3 ngày. Rồi lúc nào á, lúc nào á, nhìn thấy là bây giờ là con muốn tịnh khẩu thôi, thấy là con muốn tịnh khẩu, không muốn nói nữa thì nó im không đó các vị không. Cho nên thiền sư ngày xưa đôi khi đó người ta hành xử, những bậc thầy người ta hành xử mình thấy rất là tàn nhẫn, nhưng mà thực tế tức là người ta có những cái phương thức để nghĩa là có thể khai phá và có thể làm cho người kia nghĩa là hiểu thấu được là thế nào, nghĩa là kể cả cái người mà cái bằng là cựu thù của mình đó, mình cũng không có, không có hận thù, không có nhớ được cái sự thù đó. Và nếu bây giờ đó mình là một cái người con Phật á, bây giờ mỗi ngày mình trưởng thành hơn, mình già dặn hơn, mình đi chùa nhiều hơn, mình cúng dường nhiều hơn, thì mình phải biết là mình bố thí nhiều hơn, mình có phước báo nhiều hơn. Mình phải tập đó là trong ba cái, đó là tài thí, rồi nữa là rồi pháp thí, rồi vô quý thí. Cái nãy mình nói tức là ngoại trừ nữa là cái mà gọi là cái bằng tài, rồi nội tài đó, rồi ngoại tài đó, thì có một cái nữa là vô quý, tức là mang lại cái sự hạnh phúc cho kẻ khác. Có nhiều người á, bây giờ trong đời này thầy thấy đó, ở trong đây có anh Thiện Hòa cũng vậy, ảnh cũng là một tài thí, là nhiều khi ảnh làm băng, ảnh làm đĩa tới 2-3 giờ sáng để cung ứng những cái lời lành hoặc là những cái hình ảnh đẹp cho thế giới, cho người ta biết được, người ta giác ngộ. Thì đó cũng là một cách nữa là để mình bố thí. Rồi nghĩa là đôi khi nghĩa là mình sang, mình in, mình băng, mình cho đĩa, tức là giúp cho người ta có thể nghĩa là cảnh tỉnh, có thể nghĩa là bỏ được những cái mê lầm, cũng đó là một cách nghĩa là pháp thí. Tại vì có nhiều người nói rằng làm sao mình biết nói pháp, thấy không? Mình không phải là giảng sư, mình không có đi xuất gia thì làm sao mình thuyết pháp được. Thì bây giờ mình chuyên tải những điều đó, mình nghĩa là nếu mình nói nhỏ hơn, tức là mình khuyên răn giúp người, nghĩa là nói những lời lành, những lời tốt cho những người bạn bè hoặc là cho những người trong gia đình của mình. Còn nếu rộng rãi hơn, tức là mình làm những việc giống như mình gọi là cái bằng tài thí vậy, là bố thí, là băng đĩa, bố thí kinh sách, bố thí những gì mà có thể giúp được cho nghĩa là người khác, là mang lại sự hạnh phúc an vui, thì cái đó thuộc về nghĩa là cái bằng vô quý thí. Và nếu mà mình cao cấp hơn thì mình giống như Bồ Tát Quan Thế Âm á, tức là xảy ra bất cứ chuyện gì mình sẵn sàng ứng hiện, sẵn sàng có mặt để làm cho người đó được an lòng. Cho nên các vị thấy là đôi khi một cái hành động của mình rất là đơn giản, rất là đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng mà đó cũng là một trong những cái bài học đó là vỡ lòng, bài học đó là sâu xa. Đây giống như là vừa rồi đó thì thầy có một học trò đệ tử đi nghĩa là lưu lạc cái là cả 7-8 năm vậy, rồi bây giờ trở lại, nhưng mà nói rằng đó là đến chừng khi sám hối vậy đó, rồi thấy thầy xuống xá rồi thầy hỏi thăm rồi cầm tay vậy, nhưng mà tự nhiên thấy trong lòng nghĩa là nó ấm cúng giống như mình về được nghĩa là mái chùa xưa vậy. Cho nên bao nhiêu là 7-8 năm đi lang thang vậy, nhưng mà tự nhiên bây giờ nghĩa là về lại cái ngôi chùa, tự nhiên mình thấy nghĩa là có nhiều cái sự nghĩa là an lạc, cái hạnh phúc. Cho nên đôi khi có những lời điều không cần phải nói ra, nhưng mà cũng làm cho người ta cảm thấy được an lòng. Và nếu bây giờ khi một đứa con gái cho một đứa con hỏi mẹ nó là cái gì quý giá đến nhất trong thân, mà nó trả lời hoài không được, cho đến lúc mà ông nội nó chết, ba nó nghĩa là gục khóc, mẹ nó đưa cái vai vào, ba nó dựa vào cái vai, thì lúc đó nghĩa là mẹ nó mới nói rằng nghĩa là không phải đôi mắt, không phải bất cứ gì, mà chính gì, chính cái bờ vai, chính là cái chỗ tựa đúng lúc cho một ai đó là cái gì quý giá nhất. Cũng như vậy,
Nếu mình có những người thân yêu, hoặc là có những người nữa là ân cần, đôi khi nữa là người ta nằm bệnh viện, hoặc những người nằm ở nhà dưỡng lão, mình đến mình thăm viếng. Các Phật tử chỉ cần đến là cầm tay hoặc là nói với họ vài lời, họ cảm thấy cứ như truyền một cái sức mạnh, và họ có một cái ý chí nghị lực, họ có thể là đi tiếp được nhiều cái đoạn đường rất là lớn. Cho nên ở đây cái sự là cái niềm vui, dân tặng niềm vui cho đời, không phải là quà cáp. Dĩ nhiên nếu mình có quà cáp được, mình có tiền tài thì cũng là một vấn đề, nhưng mà bù lại thì mình có thể là thể hiện bằng tâm thành, bằng ý niệm, và kể cả là sự cảm xúc mà cái bằng chân thật của mình. Kể cả giống như thầy nói là những người ở Philippines, những người Việt Nam, mặc dù họ không thấy mình, nhưng mà họ nhận được những cái món quà, hoặc là các vị coi trong phim, coi trong hình, thấy rằng đó là khi họ đưa tay để họ đón nhận những món quà đó, họ có nhiều cảm xúc. Bởi vì trước kia đó họ cũng đã từng giúp đỡ cho mình được tị nạn, nhưng bây giờ đó thì mình cũng có thể là gói một chút gọi là của ít lòng nhiều cho họ, và đó là mang lại cái hạnh phúc vui vẻ cho họ một chút. Cái này gọi là giúp ngặt chứ không giúp nghèo. Ở quê hương chúng ta cũng vậy, có những lúc chúng ta đó là giúp ngặt, tức là bão hoặc là thiên tai hoặc đói khát, mình đó là giúp cho được một người đó là 5-10 đồng mà mình có thể giúp cho họ được, đó là qua cái cơn ngặt thì mình giúp. Chứ thật ra thì nghèo thì một cái duyên phước rồi. Nó tóm lại tức là chúng ta đó là kết cấu trong cái bài này là chỉ nói về cái căn bản để quá độ chúng sanh. Tức là nếu mà các vị sau này các vị muốn làm Bồ Tát Đạo, các vị muốn thành Phật á, thì bây giờ các vị phải bố thí. Cho nên là có nhiều người nói rằng tại sao khi mà Đức Phật Ngài thành Phật rồi á, Ngài được có hai danh hiệu gọi là Phước Túc và Huệ Túc, cho nên gọi là Lượng Túc Tôn. Các vị nhớ, Đức Phật có một cái danh hiệu gọi là Lượng Túc Tôn, Đấng Lượng Túc Tôn. Lượng Túc tức là hai cái đầy đủ, là Phước Túc và Huệ Túc, Phước đầy đủ và Huệ đầy đủ. Mà phước của Ngài là gì? Là trong suốt cái đời, trong suốt 100.000 đời mà Ngài làm Bồ Tát, là Ngài bố thí cúng dường bất nghịch ý. Nghĩa là từ kể cả tài sản vật chất, nội tài, ngoại tài, Ngài đều gọi là bố thí để mang lại lợi ích cho chúng sanh và niềm vui chúng sanh. Cho nên khi Ngài thành Phật, Ngài có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp, và có một cái phước huệ nghĩa là vẹn toàn. Hai cái đó để là tạo nên để là một thân hình của một Đức Phật. Cho nên trong này Đức Phật nói rằng nếu Bồ Tát muốn trở thành Phật á, thì Bồ Tát phải sử dụng phương pháp bố thí để trừ cái sang tham. Nghĩa là tham sân si là ba cái chất độc mà làm cho con người phải lưu chuyển luân hồi và khổ đau. Cho nên vì vậy mà nếu muốn bỏ được ba chất độc đó thì mình phải dùng một cái phương thức thứ hai, tức là một cái pháp, một cái phương pháp, một cái bài thuốc. Mà bài thuốc mạnh nhất á, là bài thuốc bố thí. Kể cả việc mà dạy cho người ta học để tăng cái trình độ, tăng cái nhận thức, tăng cái hiểu biết, và thậm chí là đừng để cho người ta quá bị rơi vào con đường của nghèo. Nghèo ở đây không phải là thiếu tiền, mà nghèo ở đây tức là nghèo gì? Nghèo văn hóa, nghèo đạo đức. Giống như vừa rồi chúng ta nói đó, nếu bây giờ mình nghe cái chuyện đó ở Việt Nam, mình thấy rất là buồn. Tại vì là mình cũng là người Việt Nam, nhưng mà tại sao là thấy người ta có một cái tai nạn khổ đau mà lại không lo, mà bắt đầu là lo lấy những cái là bia, lấy gì, lấy được bao nhiêu lon bia, rồi lấy được mấy thùng mì, rồi là lấy được mấy tờ giấy bạc để hả hê, để thỏa mãn. Mà những người đó không có hề nghèo, có nghĩa là họ đang giàu về vật chất, nhưng họ rất là nghèo về đạo đức, nghèo về phẩm chất, hay là nghèo về văn hóa. Giá trị đó làm cho mình rất là buồn. Trong khi ngày xưa đó, ở Việt Nam mình á, cách đây chừng 3-40 năm, vào thập niên 1940 mấy đó, là Việt Nam mình là một trong những đất nước á, giàu có nền là văn hóa hơn cả nghĩa là cái phần mình chỉ có là ngang hàng với Nhật Bản của tinh thần Võ Trí Đạo. Mình nghĩa là giàu hơn Campuchia, mình giàu hơn cái nền văn hóa đối với Thái Lan, giàu văn hóa hơn với Philippines. Những nước đó không có cái nền văn hóa giống như mình. Cái nền văn hóa của Khổng Mạnh đó, nó ảnh hưởng từ Trung Hoa, nó qua Việt Nam mình, nó rất là suốt, nghĩa là chiều dài nghĩa là 2.000-3.000 năm lịch sử, là con người rất là, mình gọi là cái bằng nghèo cho sạch, là rất cho thơm. Những cái nhà nho và những cái người gọi là cái bằng rất là cao quý, các vị biết là họ là kẻ sĩ đó, họ gọi là cao quý, mặc dù họ không có tiền bạc gì cả. Giống như Nguyễn Bính nha, viết một câu thơ
để từ dạo về đây sống rất nghèo, bạn bè chỉ có gió trăng theo, những thằng bất nghĩa xin đừng đến, hãy để thềm ba xanh sắc rêu. Tức là những người nữa là cái bằng họ có nền tảng văn hóa và cái bằng nữa là kẻ sĩ đó, họ sẽ làm những câu thơ vậy. Họ không có đồ ăn nữa, thậm chí nữa là cái bằng nữa là chết trong đói lạnh cũng không sao cả, nhưng mà nói rằng nữa là những người bất nghĩa, tức là không có văn hóa, không có đạo đức, xin đừng đến, hãy để thềm ba xanh sắc rêu, hãy để cho cái nhà ta nghĩa là nó nghĩa là trong rêu như vậy. Nhưng mà chỉ đó là đón những người gì, những người nghĩa là tao nhân mặt khách, những người có nền tảng văn hóa và cao thượng. Tức là cách đây khoảng chừng 40-50 năm là Việt Nam chúng ta nó có cái trình độ là như vậy, đời sống con người là như vậy. Nhưng mà cho tới bây giờ thì nghĩa là chúng ta nghĩa là cách biệt với gì, cách biệt với Philippines, cách biệt với nghĩa là Thái Lan, cách biệt với những cái đất nước đó. Tại vì sao? Tại vì cái vấn đề nghĩa là nó bị tha hóa về nghĩa là nhân phẩm, tha và đạo đức, thật sự là như vậy. Nếu mình đọc những cái điều đó rồi mình thấy rằng những người Việt Nam đi nước ngoài sẽ làm thế nào, cũng là một điều là làm cho mình là ưu tư. Nếu người Việt Nam đi nước ngoài học được những cái nền tảng văn hóa của Mỹ, của Úc, của Canada thì sẽ làm cho con người đó nên là thân thiện, hòa hài, rộng mở, bao dung. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta là giữ những cái nền tảng mình gọi là cái văn của người nữa là bản xứ hay là của những người di dân mà có cái tính cách nữa là kỳ thị này kia, thì chính mình cũng rơi vào cái tình trạng đó là dù ở đất nước rồi giàu có, mình vẫn là cái người nghèo, nghèo hèn, kém cỏi, không có lòng tự trọng, không có lòng bao dung, chỉ nghĩ đến là bản thân của gia đình, nghĩ đến bản thân của chính mình mà không nghĩ đến một cái cộng đồng xã hội. Cho nên điều này đó để cho chúng ta thấy rằng cái sự nghĩa là khác biệt mà định nghĩa trong Phật giáo về cái từ nghèo và giàu là như vậy. Và được, và cái điều thứ hai để cho mình thấy rằng nếu mình muốn làm cái Phật sự hay muốn quảng độ chúng sanh đó, thì sau này đó, mình phải đi vào con đường của bố thí, tức là Bồ Tát đạo, tức là mình phải nghĩa là ba la mật, tức là bất nghịch ý, trong đó có nghĩa là nội thí, ngoại thí và vô vi thí. Và điều đó cũng giúp cho mình khi mình đến bất cứ một đạo tràng nào thì mình sẽ không có sự phân biệt kẻ quán, người thân, kẻ hơn, người thua. Cho nên là nếu mà mình vào trong chùa mình có mặc cảm là tôi nghèo hơn người ta, hoặc người kia giàu hơn tôi, hoặc là mình nghĩ là ngảnh sĩ, tức là mình nghĩ là mình có tiền hơn người khác, mình coi người khác ra không có gì. Giống như là nói rằng có nhiều khi đi về Việt Nam mà nghĩa là học trò có thể đi nước ngoài vậy, cái tự nhiên thấy người ta ở dưới ruộng nó kêu lên cho tiền, thầy muốn nói đừng có làm vậy. Bởi vì đó là làm như vậy vô tình nữa là mình đã gì, mình đã là đánh mất đi cái lòng tự trọng của họ, và người ta đang làm ruộng chứ không phải là người ta là ăn xin, cho nên kêu người ta cho tiền để cho thấy rằng mình là có tiền hơn người ta, cũng đồng nghĩa rằng cái bằng mình đã mất đi cái trình độ nhân quả. Mình coi lòng coi thường cái lòng tự trọng của người ta cấy cày làm ruộng, dĩ nhiên có người mình kêu họ cũng mừng lắm mà lên rồi lấy tiền, nhưng mà đồng nghĩa rằng là cả hai đều làm mất đi cái nền tảng văn hóa về con người, không có nên làm. Cho nên có nhiều người nữa là Việt Nam đôi khi mình đi ghé nhà ai đó mình thăm, mình chơi, mình ở, mình cho tiền hay là mình cho nghĩa là Phật thực, hay mình cho cái gì cho mấy đứa nhỏ trong nhà, đôi khi cũng người ta không có muốn, và điều đó là mình làm mất đi cái lòng tự trọng, mình làm mất đi cái tính nghĩa là cái phần cao thượng của cái nền giáo dục người ta muốn giáo dục cho con cái của người ta. Chứ không phải là nói rằng mình thấy tiền, thấy tội nghiệp mình cho, không phải vậy. Cho nên chữ bố thí ở đây tức là cho và nhận cũng là một vấn đề, giữa thái độ người cho và thái độ người nhận cũng là một vấn đề rất là lớn. Vì vậy khi chúng ta học cái bài nghĩa là bố thí là căn bản để rộng độ chúng sanh, hai bài trước chúng ta học rồi, tức là cái phần tinh tấn cũng là một căn bản để nghĩa là trừ phá, nghĩa là cái phần tiêu diệt những cái loại ma chướng, trong đó có tứ ma, nội ma, ngoại ma, thiên ma, tử ấm ma, phiền não ma. Và đó là quảng học đa văn, tức là trí tuệ sẽ giúp chúng ta có thể là thành tựu sự nghiệp, và chính cái trí tuệ đó mới là cái nền tảng duy nhất mà Đức Phật muốn để lại cho đời sống, cho nhân sinh và cho những người Phật tử. Hôm nay chúng ta học nghĩa là chính cái bố thí, tức là cái lòng bao dung rộng rãi và bất nghịch ý trong nội tài, ngoại tài và kể cả nghĩa là vô quý thí đó, để cho làm cho chúng ta trở thành một cái người của ai? Của Bồ Tát đạo, tức là chúng ta trở thành một cái người mà chúng sanh có thể nương nhựa và mang lại hạnh phúc chúng sanh. Nếu ngày nào mà người Phật tử ta làm được điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta học được cái ý niệm của Đức Phật dạy, là đừng có để là vì cho những cái mình gọi là
quán giận, thù oán, thù dai. Có nhiều người nói rằng đó là thù dai, các vị biết dùng cái từ đó là thù dai, dai đến 10 năm, 20 năm cũng còn thù. Mà trong này Đức Phật dạy rằng đó là những cái cựu thù, là kể cả là cựu thù là mình cũng không có được nhớ nữa. Trong luận pháp Bảo Dương Tâm Bộ thì nói một câu đó là hay hơn, tức là quan ức thì không cần biện bạch, vì nếu biện bạch là nhân ngã chưa xả. Cho nên mình bị quan ức, cho nên nói gì mình nói mình không có, mà ta nói cái này nữa kia. Mà các vị biết là mình khi mình vào ở trong chùa, hay mình gọi là vào trong cái chỗ công cộng, thì nó nhiều chuyện lắm, nó nhiều chuyện lắm. Thị phi, kẻ hơn người thua, nói trúng nói sai, nghĩa là chuyện không có nói có. Và thậm chí á, nếu mình học theo cái hành của hiền sư á, thì cuối cùng mình chỉ dùng cái từ là thế à. Mình không có lấy người ta, mà người ta nói mình lấy người ta có bầu có con rồi, đến đem con tới trả mình cũng thế à, thế à, ba lần thế à như vậy, thì mình trở thành hiền sư thôi. Và ngay cả bây giờ các vị biết là đôi khi mình đối với bản thân của thầy vậy, thầy thì không có phải là cái phần là được cái gì được cao quý cả, nhưng mà cũng phải học, cũng phải nhẫn nhục. Có nhiều người ở trong chùa, ở đến chùa mình rồi không có làm gì, rồi người ta cũng gieo tiếng quán, rồi người ta cũng nói là hấp hủi, rồi bỏ người ta, rồi làm cho người ta khổ này kia, thì bây giờ mình cũng thế à, thế à. Bởi vì thật ra trong tâm niệm mình không bao giờ có những ý niệm về làm cho người khác khổ đau như vậy. Và học được cái điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang tập, nghĩa là gì, chúng ta tập ba cái, tức là cái bằng tâm bố thí, rồi nghĩa là nhan bố thí, hay là diện bố thí, rồi nghĩa là gì, rồi ngôn thí, rồi nhãn thí, rồi thân thí, rồi tọa thí, cuối cùng phần thí, tức là có một sự nghĩa là bao dung, nghĩa là giống như nghĩa là ông Nelson Mandela, tức là ổng nghĩa là thậm chí nghĩa là ổng nói rằng nghĩa là đừng có đánh giá ổng, ổng là cái người thành công đừng có đánh giá ổng, mà nghĩa là hãy nhìn vào những lần ổng vấp ngã, ổng đứng lên đánh giá, đánh giá chỗ đó. Thế còn cái chuyện mà ổng thành công thì không quan trọng, nhưng ổng được giải Nobel hòa bình thì kia không quan trọng. Quan trọng nhất là những lần là ông gục ngã mà ông có khả năng đứng lên được. Thì ở đây đó, trong cái sự đó là cái bằng đó là tiến bộ của tâm tứ của một Phật tử vậy. Chúng ta phải nghĩa là nghĩ đến những cái sự rộng rãi, thương yêu kẻ khác, nghĩa là kể cả từ một chúng sanh, từ một con sâu, từ một cái kiến. Huống hồ gì mình có sự phân biệt tâm đối với bạn bè, đối với những người chung quanh, và đối với tam bảo trong đó có tăng ni vậy. Cho nên thầy có cái chủ trương là cứ chuyển tăng ni, cứ mỗi 6 tháng, 1 năm đi một lần là vì vậy. Tức là không có muốn Phật tử cứ nghĩa là một vị sư hay là một vị tăng hay một vị ni vậy, cứ bám vào một cái vị, cứ thích nghĩa là cứ mê đắm và cứ nghĩa là bảo vệ cho vị này mà không thích người khác. Thật ra những người đó là những người lãnh đạo và những người giúp cho mình nghĩa là đi con đường nghĩa là hoàn thiện, chứ không phải họ là cái người nghĩa là để cho một cái pha để mình bám vào để mình thích hoặc là không thích. Cho nên mình đừng bao giờ có một cái thái độ suy nghĩ mình nghĩ rằng là mình thích ông sư này mình không ưa ông sư nọ, hoặc là nghĩa là thích sư cô này mà ghét người khác. Và ngược lại cũng vậy, những người xuất gia, những người tăng mình như vậy, không bao giờ nghĩa là để cho cái tâm hồn của mình đối với một cái thái độ nhìn với người Phật tử mà nghĩa là thích những người này mà không thích những người khác, bởi vì tất cả họ là đều là những người thiện hữu tri thức giúp cho mình hoàn thiện con đường đạo nghiệp. Rồi chúng ta dừng lại ở đây. Bây giờ mình hồi hướng và chúng ta sẽ có một vài cái thông báo cần thiết cho các Phật tử. Chúng sanh vô biên chọn thành Phật đạo.